Kính chào quý vị, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Châu Thành tổ chức tọa đàm về việc thiết kế lại ruộng thanh long theo hướng bền vững. Không cần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lao động đã tiêm đủ liều vaccine qua 14 ngày. Trung Quốc kêu gọi bình ổn thị trường bất động sản. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1654 phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất vaccine sử dụng cho người, phấn đấu 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho chương trình tiêm chủng mở rộng và một số vaccine khác, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine. Đến năm 2030, làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng nếu có, chỉ khuyến khích không bắt buộc. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Thưa quý vị, trước tình trạng hàng ngàn người dân tự phát đi xe máy về quê, vừa không đảm bảo an toàn giao thông, vừa không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành công điện về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo tăng cường kiểm soát ra vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đảm bảo trật tự và an toàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải nêu trên chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe ô tô khách, xe ô tô tải, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân, phương tiện cá nhân của người dân như xe máy, xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển. Việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo, hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch. Gần 2 tháng qua, cùng đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Trang, khoa ngoại tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đã hết lòng chăm sóc, cứu chữa các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. Với các bệnh nhân, nữ điều dưỡng này như là người thân, là chỗ dựa tinh thần để cho họ có thêm niềm tin, chiến đấu với dịch bệnh. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Trung ương tại Long An, người bệnh ở đây khá đa dạng, từ người lớn tuổi, thanh niên đến trẻ nhỏ và cả những sản phụ mang thai. Tất cả đều trong tình trạng nặng và nguy kịch, cần phải theo dõi sát. Vì vậy, trách nhiệm của những điều dưỡng tại trung tâm không chỉ đơn thuần là điều trị, cứu chữa, mà còn chăm sóc giúp đỡ họ từ những việc làm nhỏ nhất. Mang thai ở tuần thứ 35, sản phụ này bị mắc COVID-19 ở mức độ nặng. Bụng mang dạ chữa, mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân ở đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, điều dưỡng Trang luôn tận tình chăm sóc, giúp đỡ, động viên để sản phụ và em bé vững tâm điều trị. Trong cái thời gian tôi công tác tại Trung tâm Hồi sức tại Long An, thì trong cái quá trình làm việc thì bệnh nhân thì cũng rất là đông. Mà trong khi những bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện Trung tâm Hồi sức này thì đa số là những bệnh nhân rất là nặng và cần được hỗ trợ chăm sóc cấp 1. Chăm sóc rất là đặc biệt, từ gội đầu, tắm rửa cho bệnh nhân tại giường, ăn uống, phục vụ ăn uống, rồi là dùng những thuốc theo y lệnh của bác sĩ cho bệnh nhân, và cảm thông rất là sâu sắc với bệnh nhân, và mình muốn làm một cái điều gì đó để giúp họ vượt qua tất cả để trở về với cuộc sống bình thường. Anh nằm sấp xuống nhá, lúc nào phải nằm sấp, nằm
gắn bó với nghề y đã lâu, những công việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tại Long An khác biệt nhiều so với làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Khối lượng áp lực công việc rất lớn. Thời gian đầu với điều dưỡng Nguyễn Thị Trang cũng khá khó khăn khi chưa thể thích ứng với môi trường và nhiều loại máy móc mới. Nhưng vì những người bệnh, chị và các đồng nghiệp đã cố gắng nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều dưỡng Trang cũng giúp từ lúc đầu mới vô tới nay là bình phục rất tốt, giúp cơ nhiều khi mệt mỏi, oxy không đủ, rồi thuốc men đỡ, uống điều độ, khi ăn không nổi bên điều dưỡng phải đút cho ăn nữa. Tận tình chăm sóc đặc biệt luôn. Ở đây thì các y bác sĩ chăm sóc cho cô cũng rất tốt. Nhưng cô Trang nói chung cũng có duyên, cũng chăm sóc thì rất tận tình. Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Trang là một trong số 65 điều dưỡng đang công tác tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ở Long An. Từ khi thực hiện nhiệm vụ tại đây, niềm hạnh phúc của các điều dưỡng, y bác sĩ là mỗi ngày chứng kiến những người bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà. Dù nhớ gia đình và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nhưng với cái tâm của người ngành y không cho phép họ chùn bước trước những khó khăn. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề bàn về giải pháp thiết kế lại ruộng trồng thanh long theo hướng phát triển thanh long bền vững. Buổi tọa đàm có sự tham gia của hơn 20 nông dân là những người có kinh nghiệm trồng thanh long tại địa phương. Huyện Châu Thành hiện có 9.100 hecta thanh long. Hiện nay có hơn 5.000 hecta thanh long đã vào giai đoạn cuối của quá trình khai thác trái nên sẽ phải phá bỏ và trồng mới trong thời gian sắp tới. Để giúp cho nông dân có ý tưởng thiết kế lại ruộng canh tác thanh long theo hướng phát triển bền vững, ít vốn đầu tư mà đạt hiệu quả kinh tế cao. Tại buổi tọa đàm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành đã giới thiệu một số mô hình ruộng thanh long hiện đang canh tác cho hiệu quả tốt, như là mô hình trồng theo kiểu truyền thống trụ cách trụ, hàng cách hàng, trồng thanh long trên giàn, trồng thanh long thiết kế theo liếp, trồng thanh long theo hàng, v.v. Tại buổi tọa đàm, nông dân phân tích nêu rõ ưu khuyết điểm của từng mô hình, tìm ra mô hình tối ưu nhất để thí điểm. Sau đó chọn lọc thực hiện phương án phát triển thanh long ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nông dân cũng đề nghị huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ngành nông nghiệp cần quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đê bao ngăn lũ, ngăn mặn, nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh nội đồng để trữ nước ngọt vào mùa khô, xả nước lũ vào mùa mưa, phục vụ tốt vùng trồng thanh long của huyện. Đoàn công tác của Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh vừa tổ chức khảo sát thực tế tình trạng sạt lở tuyến đê kênh Sang Lớn thuộc hai xã Lương Hòa và Lương Bình, huyện Bến Lức. Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn và triều cường, cộng với nhiều phương tiện thủy có công suất lớn lưu thông qua lại nhiều, tình trạng sạt lở tuyến đê kênh Sang Lớn thuộc hai xã Lương Hòa và Lương Bình ngày càng trầm trọng. Đáng ngại nhất là những tuyến đê bao vừa giữ vai trò ngăn chặn triều cường, vừa là đường giao thông, nên khi xảy ra sạt lở, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và giao thông, giao thương của người dân nơi đây. Qua khảo sát trên tuyến đê bờ Nam Sang Lớn, xã Lương Hòa cho thấy, ở đây có 4 đoạn sạt lở, phải bắt thêm cầu tạm để người dân lưu thông. Còn tại tuyến đê bờ Bắc Sang Lớn, xã Lương Bình, hiện có 2 đoạn sạt lở. Phía trên nền đường giao thông bị nứt vỡ, sụp xuống từng mảng lớn. Trước tình hình đó, đoàn giám sát tỉnh đề nghị địa phương cần xây dựng kịch bản ứng phó với sạt lở và phòng chống thiên tai, đồng thời thống nhất đề xuất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, kịp thời xử lý, khắc phục các đoạn sạt lở, đảm bảo lưu thông và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về việc khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng ổn định thị trường nhà ở và tránh đầu cơ. Hiện tập đoàn Evergrande đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ vì khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la Mỹ và đang cố gắng huy động vốn và bán tháo tài sản để trả nợ. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh ngành tài chính cần đáp ứng các mục tiêu ổn định giá nhà đất và kiên quyết không sử dụng bất động sản để kích thích kinh tế ngắn hạn. Ngân hàng này cũng khẳng định nhà ở cần được sử dụng đúng mục đích và không phải để đầu cơ.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh sau dịp nghỉ lễ Trung thu, chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi người dân nên hạn chế đi du lịch và tụ tập trong những ngày lễ như ngày lập nước 3 tháng 10 và ngày sáng tạo chữ Hàn Hangul 9 tháng 10. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc việc công bố mức giãn cách xã hội áp dụng từ tuần tới. Nhiều khả năng nước này sẽ gia hạn mức giãn cách xã hội do quy mô lây nhiễm đang ở mức cao sau đợt nghỉ lễ Tết Trung thu. Mặt khác, cơ quan phòng dịch một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bởi vì tiêm chủng đang chứng minh hiệu quả lớn trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong, bất chấp số ca nhiễm mới tăng. Số bệnh nhân nguy kịch và tỷ lệ tử vong trong tháng 8 đã giảm 0,35% so với tỷ lệ tử vong hồi tháng 12 năm ngoái. Gã khổng lồ công nghệ Google vừa công bố một tính năng mới cho phép người dùng có thể tìm kiếm cùng lúc cả hình ảnh và văn bản. Bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tính năng mới giúp người dùng lọc nội dung tìm kiếm chi tiết hơn trên hình ảnh hoặc thậm chí trong các video, cả các ứng dụng YouTube của Google. Giả sử khi đang xem hình ảnh một chiếc áo có họa tiết in trên áo, bạn có thể sử dụng tính năng ống kính trên ứng dụng tìm kiếm hình ảnh Google Lens và yêu cầu Google tìm một họa tiết tương tự nhưng trên một mặt hàng khác, chẳng hạn như trên những chiếc tất. Người dùng cũng có thể dùng các kết quả tìm kiếm được để tìm cửa hàng có bán sản phẩm đó. Google cũng sẽ chỉ dẫn họ tới ngay nền tảng mua sắm trực tuyến Google Shopping. Google sẽ cập nhật tính năng mới trong vài tháng tới. Tại Nhật Bản, người già thường có phương châm, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng lao động. Ông Tadashi Sato đã 72 tuổi, nhưng hiện vẫn làm nhân viên ở siêu thị điện máy. Tôi không nghĩ là sẽ làm việc ở tuổi này, cứ nghĩ là 72 tuổi thì già yếu lắm. Nhưng giờ đến tuổi này thì tôi cảm thấy vẫn như 50 thôi. Tôi vẫn muốn cố gắng tiếp tục làm việc, không thể kém các bạn trẻ nữa. Do đó, việc ông vẫn đi làm hàng ngày ở độ tuổi này không chỉ giúp ông có thêm thu nhập mà còn thoải mái tinh thần. Nắm bắt được xu thế này, rất nhiều công ty ở Nhật Bản đã khuyến khích người lao động kéo dài thời gian làm việc, ít nhất là đến 80 tuổi. Kèm theo đó là nhiều chính sách an sinh xã hội cho người lao động cao tuổi. Công ty tất nhiên là vẫn có những nhân sự trẻ, nhưng người cao tuổi cũng có lợi thế khi tiếp xúc với các khách hàng lớn tuổi. Chính sách mới đem lại lợi ích cho công ty, bản thân người lao động và cả khách hàng. Ngoài ra, đây là biện pháp hỗ trợ giải quyết tình trạng già hóa dân số đang ngày càng trầm trọng ở Nhật Bản. Hiện dân số Nhật Bản già nhất thế giới. Số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 30% dân số vào năm 2025 và lên tới 35,3% dân số vào năm 2040. Năm 2018, ước tính đến 65 tuổi, nam giới Nhật Bản có thể sống thêm 19 năm và đối với phụ nữ là 25 năm. Còn tại Mỹ, những người cao tuổi, người đã nghỉ hưu muốn lao động thì sẽ tham gia vào một cộng đồng có tên là Canster. Họ sẽ được tư vấn về tài chính và công việc phù hợp. Tôi đi dạy thêm ngoài giờ sau khi nghỉ hưu. Tôi cảm thấy mình vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Tôi muốn tiếp tục có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Độ tuổi nào cũng vậy, sức khỏe và tinh thần luôn là hai món quà quý giá trong cuộc sống. Vậy nên phương châm nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng lao động sẽ là phương châm sống của rất đông người cao tuổi hiện nay. Đó là tư duy phản ánh một lối sống tích cực và là cách đóng góp cho cộng đồng xã hội. Mới đây, đại công tước Nga George Mikhailovich Romanov đã cử hành hôn lễ với vị hôn thê người Italy Victoria Romanovna Bettarini tại nhà thờ lớn St. Isaac ở St. Petersburg. Đây là lễ cưới hoàng gia Nga đầu tiên được tổ chức trong hơn một thập kỷ qua. Có hàng trăm vị khách nước ngoài tham dự lễ cưới này. Đại công tước George Mikhailovich Romanov chia sẻ lý do chọn St. Petersburg được chọn làm nơi tổ chức lễ cưới, do đây là địa điểm đầu tiên tại Nga nơi đại công tước George Mikhailovich Romanov trở về sau khoảng thời gian dài sống ở Pháp cùng Tây Ban Nha. Đại công tước George Mikhailovich hiện sống ở Moscow, nơi ông tham gia vào một số dự án từ thiện. Cụ cố của ông George Mikhailovich Romanov là đại công tước Kirill Vladimirovich đã cùng gia đình đến Tây Âu sau năm 1917.
triều đại Romanov đã trị vì nước Nga sau 300 năm, trước khi Sa hoàng Nicholas đệ nhị thoái vị vào năm 1917. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.